đón xuân với những bồi hồi mà riêng ta sâu nhớ lâu rồi. Em đi đi xây nghìn dáng xưa, lưng tóc bay trong đời quên ngày xưa. Ngày xưa hoa bướm chung đường, ta đón em với cả đồng nàng truyền mối thơm rẽ lối xuân hồng. Nghe đam mê chung hơi thở, hoa lá sang tay mời, vai kề vai nhìn nhau mắt nói. Quý vị các bác đang nghe chất âm của dòng cuộc đời bãi. Dòng này thì nó sử dụng là xó sắt và cả xó than nhé. Con này hiện tại đang sử dụng 16 xó sắt và 16 xó than. Đây là một trong những dòng đẩy thương hiệu của Mỹ, tiếng rất là hay. Đối với dòng đẩy xó sắt thì cái ưu điểm của nó đánh công suất lực, đánh lúc nào uy lực, tiếng dày tiếng và tiếng bát thì nó sâu, chắc tiếng. Với lời thì rất là sáng, ngọt ngào, chắc lê rất là cao. Với cái dòng này thì nó cũng có một ưu điểm nữa, đó là sử dụng rất là nồi đồng cối đá, linh kiện sử dụng rất là nhiều linh kiện là đắt tiền, cho nên là nhìn cái vẻ bên trong nội thất của nó rất là hầm hố quá nhé. Thì hiện tại hai con đẩy này thì em đang test cho một bác khách hàng, bác Phạm Thành Lợi, có địa chỉ ở Lộc Hào, Lộc Giang, Đức Hòa, Long An thôi nhé. Thì hiện tại bác khách hàng này thì bác ấy lấy hai chiếc, vì dòng này thực sự bác là nó rất là đẹp, thì bác ấy lấy hai chiếc thì vừa đánh full về bác vừa đánh súp, thì thay vì lấy đẩy 4 kênh thì bác chơi đẩy 2 kênh độc lập, xong đó đánh thì cái khả năng bền bỉ cũng như là cái khả năng vận hành thì nó sẽ ổn định, bởi vì là cùng một cái nguồn biến áp này chia 2 kênh thì đánh máy rất là bền hơn là một cái nguồn biến áp mà chia 4 kênh. Thì hai con đẩy này cộng lại vẫn thành 4 kênh thôi, nhưng mà nó chất hơn rất là nhiều, đổi lại thì giá nó sẽ cao hơn mới nhé, cao hơn. Nhất là cái dòng này thì đây là một trong những dòng cuộc đẩy mà nó sử dụng rất là nhiều linh kiện đắt tiền, cho nên là cái giá của nó cũng tầm trung trung tiền, cũng so với những dòng đẩy như ví dụ Crown thì nó vẫn là rẻ rất là nhiều, và thậm chí là tiếng dòng này thì nó hay và cũng như là máy móc thì chất lượng. Đây em sẽ quay gần để bác xem cái máy của nó. Con này thì mặt mũi của nó mà mặt xây nhôm cực kỳ đẹp rồi, với cái mã là MVP 550. Đấy, mặt đẹp. Các bác đẩy lưu ý chúng ta cái dòng xó sắt này thì cửa hàng bán rất là nhiều. Đấy. Với những dòng cục đẩy như này thì chúng ta chỉ cần nhìn cái quả nguồn, cái dây bóng nguồn nó còn mới, tức là mới toanh như là bốc xốp này. Đấy. Chúng ta biết là cái độ mới của nó rất là cao rồi. Bởi vì chiếc cục đẩy này thì các bác biết là những cái con những cái chiếc đẩy mà có những cái đời nó từ 2007, 2006, 2007, 2008 thì nhìn nó vẫn còn đẹp như mới. Lúc đó thì những cái mên này nó sẽ chuyển sang ngả theo kiểu vàng, xanh vàng thôi nhé, xanh như ở xanh nó nhạt hơn, nó không đậm như này. Đây thì nó đậm nguyên thôi nhé, đậm nguyên. Các bạn nhìn cái quả nguồn vậy, các bạn đẩy quả nguồn thì nó còn mới toanh. Đấy là nhìn cơ bản như thế, chúng ta thấy độ mới rồi, từ những cái sơn xi rồi cái vỏ của nó còn đẹp. Đấy. Rồi chúng ta sẽ nhìn đến phần ốc của nó. Ốc bảy màu thì nó vẫn còn sáng nhé. Thì đối với dòng này thì nó nồi đồng cối đá rất là bền lành. Đấy, mà các bác lại mua được cái dòng đời nó cao thế này thì dùng cực kỳ yên tâm. Đấy. Ta để ý từ những con ốc còn mới toanh. Đấy. Thì con này nó sử dụng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là 16, là 10, trên 8, dưới 8 nhé. Dưới một ví nữa là 16 lò sắt và 16 lò than. Đấy, lò than. Linh kiện máy móc thì em bao zin hết, còn đẹp như mới. Có lát hát quá nhé. Nguồn đẹp. Tụ thì nó sử dụng là 2, 4, 6, 8 tụ, chân là chân kép. Cái tụ chân kép này nó có ưu điểm nó hàn rất là chắc. Đấy. Chắc nên là cái tụ nó gần như là dùng rất ổn định. Hai quả gió chạy rất là êm, thổi thắng nó tản nhiệt. Đấy. Thì với cái con đẩy nó rất là đẹp rồi. Đấy. Dùng quan trọng nhất là nó lại bền lành, nồi đồng cối đá. Tín hiệu của nó ra loa là bằng cọc loa mới nhé, cả bằng giác níu chích. Giác níu chích chúng ta đấu 1+1 từ cọc loa thì đấu dương đỏ trên là đen. Còn các chế độ các bác gặp system đánh nhé. Còn ở giữa là mono, còn có thể chập kênh được đây. Ở đây nó có chế độ 4+1 8+1. Đấy, độ nhạy các kiểu rồi cắt giải bát, cắt giải check đầy đủ hết nữa nhé.
tín hiệu vào bằng Canon và đây là đường link. Đấy. Từ những con ốc còn rất là mới này. Đấy. Rất đẹp luôn. Thì trong clip này thì em tiếc cho bác khách hàng. Đấy. Tiếc cả quay cho bác cũng như là làm video để có giá bác nắm được. Con này giá của nó là 5.500.000 đấy nhá. 5.500.000 một chiếc. Thì em xin phép kết thúc video đây. Xin chào bác.